được những thử thách gây cấn cho chương trình hay không? Tên một vườn cò nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ. Bằng Lăng. Đúng. Quá hấp dẫn và vui nhộn phải không nào? Ồ, Tân Lăng đẹp quá ta. Tất cả sẽ có trong tập 5 chương trình Cùng Nhau Hải Lộc. Mời quý vị khán giả đón xem lúc 17h40 phút Chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.